Take a trip to my Chào các bạn, vào ngày 5 tháng 12 vừa rồi thì Patek Sky đã chính thức giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình, Vega Secret Up, có tên mã là Sky IMA900. Chiếc máy này là một phiên bản nâng cấp và được tinh chỉnh từ ATA90, nhưng giảm kích thước màn hình từ 5,9 inch xuống 5,6 inch, được đánh giá là phù hợp với kích cỡ bàn tay của người châu Á hơn và một số nâng cấp tiện lợi trong phần mềm. Hôm nay, D-Channel sẽ cùng các bạn đập hộp và đánh giá tổng quan chiếc Vega Secret Up đầu tiên tại Việt Nam này. Đầu tiên là về hộp đựng, Patek đã làm những đường sọc kẻ ngang đẹp và tinh tế trên vỏ hộp, không còn chỉ đơn điệu là một màu nữa. Ở mặt trước của hộp, chúng ta có slogan của hãng và logo Vega được in đen bóng giữa hộp. Mặt sau có logo của nhà mạng phân phối máy. Cụ thể phiên bản mình đang có trên tay là bản S của nhà mạng SK Telecom, logo Vega và những công nghệ được trang bị cho máy. Tiếp theo, mình sẽ bao quát phụ kiện của A900. Ở đây, chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng máy. Hai viên pin có dung lượng 3150 mAh, một tai nghe được trang bị mic đàm thoại và phím tăng giảm âm lượng, một cục sạc 5V với dòng da 2A có hai cổng kết nối USB cho phép sạc đồng thời hai thiết bị cùng lúc với tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng 90 phút là các bạn đã đầy pin, một cáp kết nối macro USB, cuối cùng là một đốc sạc. Tổng quan phụ kiện của A900 được trang bị đều giống với A890. Máy được ra mắt với hai màu cơ bản là đen và trắng. Phiên bản hiện mình đang cầm trên tay đây là màu trắng bản S dành cho nhà mạng SK Telecom. Cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay là máy giống với A890 nhưng gọn gàng và không quá tay như A890. Chất liệu sử dụng vẫn là nhựa trơn ở mặt sau giống người tiền nhiệm, làm cho máy khá trơn và không có cảm giác bám tay. Bao phủ toàn bộ mặt trước là lớp kính cường lực bảo vệ cho màn hình. Trên này là một dải loa đàm thoại, camera trước và cụm cảm biến. Phía dưới, chúng ta có phím menu và back là hai phím cảm ứng và phím home vật lý ở giữa. Trên phím home này thì có một dải đèn LED kiêm nhiệm vụ là đèn notification. Nó sẽ sáng lên khi có tin nhắn, email hay là cuộc gọi nhỡ. Và ở mặt trước thì không hề có sự xuất hiện của logo hãng hay tên nhà mạng. Ở giữa đây là một viền nhựa kim loại mạ sáng bóng chạy dọc quanh thân máy khiến cho máy có cảm giác sang trọng hơn nhiều. Ở mặt sau, máy được gia công bằng chất liệu nhựa bóng và có một sự thay đổi nhẹ là các vân trên vỏ máy là vân dọc ngang thay cho vân đồng tâm từ phím Vietus trên A890. Nắp lưng của máy dễ tháo và lắp lại. Khi tháo nắp lưng, máy có khe chung cắm SIM và thẻ nhớ. Chúng ta cũng có một camera 13MP, hơi nhô lên một chút so với mặt sau cùng với một đèn flash. Patek đã trang bị cho A890 một phím Vietus có tác dụng như một máy quét vân tay hay một bàn dây cảm ứng như trên A880 và A990. Ở phía bên này là loa ngoài với các lỗ nhỏ li ti. Đây là biểu tượng kết nối LTE-A, tốc độ cao độc quyền của nhà mạng SK Telecom và dưới cùng là logo Vega. Ở cạnh trên là jack cắm tai nghe 3,5mm, nút nguồn và một anten. Các bạn hãy lưu ý là anten này không hề sử dụng được tại Việt Nam. Ở cạnh trái là cụm phím tăng giảm âm lượng. Cạnh phải thì hoàn toàn không có phím nào. Và ở dưới này là cổng kết nối macro USB cùng một mic đàm thoại nằm ở phần viền mạ kim loại này. Máy có ưu điểm về thiết kế là giống với A890 nhưng có kích thước thu gọn lại phù hợp với đặc điểm bàn tay của người châu Á hơn. Chất lượng gia công của máy tốt cho cảm giác chắc chắn, không ngọc ẹp nhưng vẫn dễ dàng tháo, nắp lưng. Tuy nhiên, máy vẫn gặp phải một vài nhược điểm trong thiết kế phần cứng như không tạo được đột phá ấn tượng như siêu phẩm Vega Iron với viền thép và viền màn hình siêu mỏng. Mặt sau được làm bằng chất liệu nhựa trơn bóng cho cảm giác rẻ tiền. Phím home vật lý có hành trình phím ngắn, khi ấn tạo cảm giác phím không có độ nảy, khó ấn và nút nguồn được đặt trên đỉnh máy, gây khó khăn khi thao tác. Cảm giác đầu tiên khi trải nghiệm thiết bị là màn hình rất mịn và màu sắc tươi tắn. Đặc điểm chung của màn hình IPS là màu không quá rực rỡ, nhưng lại có khả năng hiển thị chuẩn, màu sắc sát với mắt người nhất. Đó cũng là lý do vì sao các nhà thiết kế thường dùng những màn hình có tấm nền IPS cho công việc, đòi hỏi độ chính xác về màu sắc. Vega Secret Up sở hữu màn hình IPS có kích thước 5,6 inch với độ phân giải Full HD cùng với mật độ điểm ảnh lên tới 480 ppi, rất cao. Mình sẽ thử sử dụng một bức ảnh có màu sắc sặc sỡ để xem khả năng hiển thị của máy. Ở bức hình này, màu đỏ của bông hoa chiếm gần như toàn bộ ảnh nhưng vẫn không hề có cảm giác quá rực rỡ, gây khó chịu. Các vùng sáng và tối hài hòa, ảnh hiển thị chi tiết, không bị hiện tượng răng cưa. Còn với bức ảnh có tông màu lạnh này, các màu sắc trong ảnh xanh của bầu trời hay vàng của vách núi đều được thể hiện một cách sống động và đẹp mắt.
mình sẽ chiếu một đoạn video có độ phân giải 2K để các bạn có thể cảm thấy sức mạnh hiển thị trên màn hình của A900. Và mình đã hoàn thành xong phần 1 đánh giá về đập hộp, thiết kế và màn hình của Vega Secret Up. Ở phần 2, mình sẽ đánh giá tiếp về giao diện phần mềm, camera cũng như pin của thiết bị này. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể đến 2 showroom của Di động Thông minh tại 119 Thái Thịnh hoặc 208 Xã Đàn để trải nghiệm sản phẩm mới nhất từ Pantech này. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn hãy like Facebook cũng như subscribe đi channel của Di động Thông minh. Xin cảm ơn các bạn.